Chào các bạn ơi, nếu mà ai là đào nếp, hảo xôi thì hãy làm theo cách của mình, ăn rất là nhanh mà rất là ngon nha các bạn. Hôm nay mình ăn cơm nếp nghệ đậu xanh nấu bằng nồi cơm điện. Đây là hành nè các bạn. Hành, mè và muối đường nha. Mình không ăn đậu phộng, mình ăn theo kiểu người Bắc đi ha. Rất là ngon luôn. Xin mời các bạn cùng ăn sáng với mình nha. Ở đây là mình có 100g đậu xanh nha các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ nấu cơm nếp nghệ bằng nồi cơm điện. Này mình ngâm từ lúc sáng nè, được 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Những ngày ăn chay ăn lạc là mình thường ăn cơm nếp, mình hảo nếp lắm các bạn. Nhưng mà ăn thế nào cho nó ngon và có lợi cho sức khỏe, bởi vì mình thấy đậu xanh này là nó bổ xương, canxi rất là nhiều, nhưng mà nó không thu liễm tinh bột nhiều. Nếp thì năng lượng nhiều nha, nhưng mà mình kết hợp với đậu xanh mình ăn như vậy thì nó không có thứ nhất không béo phì, thứ hai đường nó không cao đó các bạn. 100g đậu xanh, đây là 200g nếp. Mình vo sạch rồi mình đổ lộn ha. Mình bỏ nghệ vô. Mình sẽ ăn nó với muối mè hoặc là ăn với là trà bông. Hay là ăn với muối hành phi cũng ngon lắm các bạn. Người Bắc người ta ăn muối hành phi đó mà. Muối hành phi rất là thơm mà nó bớt đi năng lượng nữa. Rồi, mình trút vô đây ha. Bây giờ mình bỏ chút xíu nghệ vô nè các bạn. Nghệ này nghệ ở nhà mình xay. Nghệ này nó vàng dữ lắm. Nhà mình là thích ăn nghệ, ăn cho nó dễ tiêu hóa mà nó có nhiều curcumin nha các bạn. Già rồi mình cũng cần những thứ đó, mình phải bổ sung. Đây là muối nè, muối bỏ vô trước ha, mình nấu để cho nó không bị thiêu. Rồi đây là nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì tùy chỉnh nha các bạn, có nghĩa là mình thích béo nhiều hay béo ít. Mình cho 1/3 lon. Mình không ăn béo nhiều. Mình lấy đôi đũa mình quậy lên nha. Thêm chút xíu nước. Từ ngày mà có cái nồi cơm điện này mình ăn ít, mình nấu nó dễ lắm các bạn, mà ăn nhanh nữa. Còn hãy mình ăn theo đám tiệc là mình phải sôi à, sôi nó mới ngon. Rồi cho miếng nước vô ha. Mà cái nước này nè, tùy theo nếp cũ hay nếp mới nữa, nhưng mà các bạn không nên như nước cơm nha, nó chỉ xăm xắp thôi. Tại đậu xanh mình cũng đã ngâm rồi. Chút xíu nữa ha. Đó, mình lắc nè, lắc cho nó tới đâu. Đậu xanh mình ngâm nó cũng muốn mềm rồi đó, dễ nấu các bạn. Chút xíu nữa ha. Đó, như vậy là được rồi nè. Chúng ta vét xuống hết. Nấu như vậy có dư chiều mình múc miếng mình cho bạn mình các bạn ơi. Bạn đi chùa ngồi gần, mình ăn một mình không có ngon. Rồi bây giờ mình bắt lên mình nấu nha. Bây giờ mình bắt cái chảo nóng lên, mình rang mè nha các bạn. Nhà mình lúc nào cũng có mè. Mè này là mình mua siêu thị 100g. Mình rang hết nha. Bớt lửa xuống các bạn ơi. Rang cái này không được lửa nhiều, nhưng mà phải rang nhiều, trộn nhiều nha, cho nó đều, nó ngon. Chảo mình còn ướt á.
ăn rất là ngon, mè ăn chắc xương, mình lón xương đó các bạn, mình bị đau mình đó, chắc xương mà đẹp da, dinh dưỡng nhiều, rất cần cho người già. Ở người miền Bắc người ta ăn xôi, ăn bánh, ta ăn chấm mè không à các bạn, ta ăn hay lắm, ngon hơn đậu phộng, dinh dưỡng nhiều hơn. Vitamin E rất là nhiều nha, canxi rất là nhiều luôn. Bây giờ mình uống sữa canxi không được, mình tìm cái gì có canxi mình ăn các bạn. Rau thì cũng như là bồ ngót nè, rồi cải, cải thì có vitamin D, canxi rất là nhiều ha. Mình lên mạng mình coi cái nào có D vitamin canxi rồi mình ăn nhiều một chút vậy đó. Có một cái miếng dừa mà mình dừa rám mình nạo sẵn mình để tủ lạnh rồi các bạn. Bây giờ mình cháy lại với miếng đường, miếng muối ha, cháy lại cho nó chín đi, rồi mình trộn vô cho tôm nếp chiều nó không có thiêu, ăn nó ngon. Dừa này nó không có béo nha các bạn, dừa này là dừa uống nước nhưng mà nó già lắm, nó già nè, cái vỏ nó màu nâu nâu rồi nè. Mình trộn ít thôi tại hồi nãy mình có bỏ nước dừa rồi. Mình thêm đây chút xíu đường xíu muối. Đó, rồi mình xào lên cho nó chín nè. Lát mình trộn vô xôi nó ngon lắm. Nhiều lắm mà mình không có làm nhiều các bạn, tại vì ở trong tôi hồi nãy mình có bỏ nước cốt dừa. Cái này ăn chơi nhai chơi thôi chứ nó cũng không có béo. Cái nồi cơm nếp nghệ của mình nó cũng đã chín rồi các bạn, nó rất là ngon mà rất là ráo luôn. Bây giờ mình trộn thêm ít dừa nạo vô nha. Dừa nạo hồi nãy mình có bỏ tí đường và tí muối. Mình ăn vậy mình khỏi ăn muối đầu cũng được nha các bạn. Rất là ngon. Dừa này nó không có béo. Dừa mình uống nước. Ráo rồi ghê nè. Đổ nước như vậy là dừa đó nha các bạn. Đổ nhiều chút nữa là nó nhão. Rồi chúng ta có một nồi cơm nếp nghệ để ăn sáng rồi. Xin mời các bạn nha. Bây giờ chúng ta múc ra dĩa nha. Thơm phức luôn các bạn, thơm mùi nước dừa và mùi nghệ. Mình nấu đậu cũng hơi nhiều cho nên nó rời rạc nè. Nó như sơ vò vậy đó. Rất là ngon luôn.